Ta 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 ta. Hơi ghê nha, hơi ghê nha. Ok. Đây là con Newman GM980. Các bạn hẳn còn nhớ về con Newman GM780 mà màu vàng vàng lần trước mình đã từng chia sẻ rồi đúng không? Thì đây là cái phiên bản layout 980 ấy. Và quan trọng, nó đã có chủ nhân. Đúng không? Đây là phần quà mà mình đã tặng các bạn trong cái gọi là giveaway trước Tết. Đấy, khi em có lên post rồi đấy, nhưng mà hơi tiếc nha, mới có 1.000 cái comment, hơi ít nha anh em. Group mình bao nhiêu 70 mấy nghìn thành viên, được có 1.000 comment là mình thấy hơi buồn nha. Thôi để lần sau mình post. Ok, thì đây là một cái con phím mà mình nhận định đấy là đúng là các bạn mua về có thể dùng luôn đó. Chả cần phải làm gì, cùng lắm thì làm lại cái staff một chút xíu. Chứ còn lại cũng chẳng cần làm gì cả. Cho dù nó là mạch ngược, nhưng mà những cái hoàn thiện của nó trên con phím này nó khiến mình thật sự cực kỳ là hài lòng. Và đây là layout 980. Thế nên cái điểm lợi của nó vẫn sẽ là nhiều nút. Đấy, sẵn dùng. Và quan trọng hơn cả, led lủng các thứ cũng vẫn khá là ok. Rồi đây, đấy, bóc ra cho các bạn xem phía bên trong một chút xíu này. Rồi, bỏ qua cái phần mạch này một bên đấy nhá. Đấy. Rồi. Nhựa này. Nhưng mà mới nói sao ấy, của nhà trồng đường khác. Nhìn úi trời ơi. Nó nạc thịt. Xong rồi đúng nghĩa các bạn nhìn này. Nó khít đi từng tí một luôn. Đấy. Đệm gasket silicon thì nó cũng là cái loại thiết kế riêng. Xong rồi những cái ngàm như này nó vào đúng vị trí của nó các thứ. Thậm chí con này á, tuy có 4 con ốc, nhưng các bạn lắp vào thì cũng không thèm cần đến ốc luôn, nó vẫn đủ chặt rồi. Rất là ok. Nên riêng ở phần nhựa hoàn thiện như vậy, quá là nghỉ luôn. Mà cái kiểu nhìn sao 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 trời như này cũng có điểm nhấn mà, đúng không? Hình như vẫn còn chưa bóc này, đúng rồi. Cho bạn chủ nhân của cái con phím này về bạn ấy bóc. Đấy. Đấy, mình vẫn để lại có cái cho bạn bóc thôi nhé. Rồi, nhưng mà con phím này các bạn cứ hiểu ạ. Nhựa thì nhựa nhưng mà đóng nguyên tảng silicon vào như này là cũng nặng ra trò luôn đấy. Nên là cũng thực sự rất là ok. Và cái kiểu silicon còn màu đỏ để mà kết hợp với cả cái màu smoke xám xám đen đen ở bên ngoài này, nó cũng phải gọi là ấn tượng. Hay là cái kiểu Starry Night này nhìn cũng ok đấy, đúng không? Rồi, nói chung là cái phần case thì nó cũng giống như là kiểu con GM780 thôi, nó cũng không có thứ gì nó khác biệt nhiều. Thì bây giờ mình sẽ muốn nói nhiều hơn đến cái phần plate, phần mạch với cả keycap với cả switch. Thì cái phiên bản này này, các bạn thấy không, cái switch này nó là khai box, nhưng mà cái này như là khai box mai. Anh em đợi mình một chút xíu, xin lỗi bạn chủ phím nha. Sơn trắng kiểu gì cũng sẽ dính xước thôi. Thì đây là một con switch, tuy nó là stock thôi nhưng mà cũng đã được pre-loop khá là tốt, gõ nó nhẹ, các bạn nghe này, không ping gì cả. Tiếng cũng đủ hay. Cái quan trọng ạ là cái hành trình của nó thì nó full travel gần 4 mm. Thế nên á, cái tiếng nó sẽ tạo ra là nhờ cái phần thành của cái cây cáp này này, nó đập vào cái phần top. Nên là nói chung là nó mang cái hơi hướng gì đấy nó cổ điển một tí. Nhưng mà thật ra nếu mà nó xuôi được thì nó ngon hơn. Nhưng mà không sao, con này mình biết là anh em sẽ rất thích led của nó bởi vì nó đẹp các bạn ạ. Nhưng thôi khoan, hãy nói đến cái đấy. Nên là yếu tố đầu tiên á, switch này cũng rất là ok. Mà cái phần switch này, cái khuôn này thì các bạn để thấy này, nó có những đường cong cong ở đây là như là nó chống cấn luôn. Mấy con khai box này là chống cấn luôn. Mà không biết cái này phải khai box mai không, chả nhớ nữa. Hôm khi em hiện thông tin nhé, anh không nhớ cho lắm. Rồi phần tỏa led thì phía bên trên thì các bạn thấy này. Sợ. Ok chưa? Quá là ok luôn. Nhưng mà mình thấy có một thứ gì đó là lạ. Đúng là thiết kế cái lá đồng phía bên trong khai box này các bạn. À, đây là con này thì đừng có lúp lại làm gì mất công. 5 minutes later. Và lời khuyên của mình là các bạn thôi đừng có tháo con này ra làm gì nhé. Quá là mệt mỏi luôn. Nó tháo ra các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng như vừa có một cái tấm tản led chỗ này này. Đấy. Xong rồi vừa là cái lò xo cực dài nữa. Sau đó đóng thêm quả cái nắp này dễ bung ra nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Có sao xài vậy nhá. Mượt sẵn rồi.
mỗi tội lò xo hơi nhẹ. Ôi, thao ra thay lò xo cũng là áp lực đấy các bạn. Ok. Quá là mệt mỏi luôn này đấy. Nói chung là riêng về phần switch thì mình đánh giá đây là một switch rất là ok. Còn về cây cáp thì đây là nhựa kiểu ABS. Đấy. Các bạn nhìn thấy trong suốt một chút xíu không? Đấy, cũng hơi trong suốt để có xuyên led này. Và cái lớp bên trên này là được in. In này thì mình cũng không biết nữa, gọi là cái công nghệ in gì cho nó chính xác. UV hoặc cái gì đó mình không rõ, nhưng mà cái chất lượng in thì rất là ok. Sắc nét gọn gàng, và các bạn nhìn vào cái phần phông chữ này, nó rất là đâu ra đấy, rất là trau chuốt, kể cả những cái nét rất nhỏ như là logo Bluetooth này. Đấy, hay là những cái logo sub ở đây. Nói chung là những chi tiết cực nhỏ nhưng mà in cực kỳ ok luôn. Thế rõ ràng ở cái tầm giá của con này đang bán chính hãng ở Việt Nam á, thì với cái việc nó hoàn thiện tốt cái phần cây cáp và switch như thế thì các bạn cũng có thể hiểu một điều là tự tin chúng ta mua về và sử dụng ngay chứ không cần phải làm gì quá nhiều. Có chăng thì như mình đã nói là các bạn có thể làm lại cái start. Hay thì chưa dám nói là nó hay cho lắm, tại vì đây dẫu sao cũng chỉ là một cái con phím preview, nhưng mà rõ ràng nó vẫn ở cái mức khá là gọn gàng để các bạn có thể tự tin để gõ ngay và luôn, chứ không nhất thiết là chúng ta phải cảm thấy là nó bị quá lọc xọc cái mức độ khó chịu các bạn không thể nào gõ được. Đấy, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn ổn. Con này thì nó là layout 98 mà, nên là 1 2 3 4 5 6 cũng hơi mệt một tí, nhưng mà thôi, ít ra vẫn đỡ hơn mấy con full size. Lại thêm hai cái nữa nó cũng mệt. Thế đấy, các bạn cứ cân nhắc. Và cái quan trọng ấy, là mấy con này thì nó sẽ sử dụng cái Star Plate Mount. Và như thế thì các bạn có thể tháo ra và mốt một cách khá là dễ dàng. Đấy, ví dụ chúng ta chỉ cần tháo cái switch này ra. Ôi trời ơi, nó chặt. Ôi trời ơi, nó chặt. Thật sự luôn, nó chặt. Ôi trời ơi, nó chặt kìa. Đấy, các bạn chỉ cần tháo switch này ra, sau đó chúng ta sẽ có thể tháo được cái phần stop ra và xử lý nó. Cái phần stop này là stock nha các bạn nhé, nhưng mà cũng đã khá là chặt rồi. Đấy. Nên là cơ bản là các bạn cũng chỉ cần tháo ra, tun lại wire một chút xíu, lúp lại cái thứ là ok. Nên là cơ bản là cũng ổn. Ở những yếu tố như này, nói là hay thì chưa, nhưng ổn là mức chấp nhận được. Rồi chúng ta sẽ vẫn có foam PCB này, là silicone nữa đấy các bạn. Nhiều vãi. Ở đây, gasket thì nó sẽ gắn vào cái phần plate. Và plate của chúng ta là plate thép. Thật ra, với mấy con giá rẻ như này, cho dù là gasket mount hay là cho dù cái mình thật sự thấy nó cũng không quá quan trọng cho lắm đâu. Gasket mount chúng ta vẫn có rất nhiều ốc standoff. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Thì có duy nhất cái con này thôi. Đây này, cái con này nó ở vị trí chỗ chính giữa là chỗ này này. Thì nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu về việc các bạn gõ mấy cái nút này, chứ còn lại những cái hàng ở phía bên trên thì không sao. Thế các bạn thấy không, ốc thì ở bên trên đó, và ở phần bên trên này thì nó chưa ăn vào cái hàng alpha, nên là cơ bản trong cái quá trình các bạn gõ hàng ngày các bạn sẽ vẫn thấy cái tiếng nó khá là đều đấy, ở những cái row quen thuộc để mà các bạn gõ chữ hàng ngày, nhập số này, nhập số các thứ này, ok đấy, nó chỉ gây ảnh hưởng một chút xíu một vài những cái chỗ nó có mấy con ốc standoff này thôi, cơ bản nó là như vậy, cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Nên là thôi, tổng quan thì nó vẫn ở mức khá là ổn. LED thì cũng là loại LED cơ bản AMD. Socket thì của CIY Plus cũng cơ bản. Hàn thì công nhận là vẫn có thấy mối thừa mối thiếu, nhưng mà tổng quan là rất là chắc chắn, không có gì cả. Nhưng mà anh em vẫn lưu ý là nếu mà có tháo ra tháo vào thì cũng phải cẩn thận nha. Toàn một phát là cũng ăn cướp đây. Mấy con này hơi mệt. Rồi những cái phần đường pad, đường via các thứ cá nhân mình đánh giá là cũng khá ổn, không hề tệ một chút xíu nào cả. Đấy, các bạn thấy không? Mạch trắng nhìn thì hơi chán đời tí xíu thôi, nhưng mà những cái linh kiện sắp xếp rất là đâu ra đó. Rồi cũng có thậm chí cả có cả những cái con cuộn này. Đấy. Và theo như mình tìm hiểu được biết là con cuộn này sẽ lọc cái dòng điện cho nó ok hơn, đúng không? Đấy, như thế thì nó sẽ hạn chế tối đa đến việc chập cháy đoạn mạch. Tại vì có gì thì cái này nó đi trước. Hay phết nhỉ. Nói chung là cũng ok. Con này dẫu sao cũng là hàng chính hãng, được bảo hành. Lỗi gì có nơi để mà ăn vạ, đấy các bạn cũng không phải xoắn. Ok. Rồi, nhận xét đến cái gasket ở đây này. Thì các bạn thấy không? Một bên trên là cứng, một bên dưới thì nó vẻ mềm hơn. Đấy.
Nên là lát nữa mình sẽ đổi hết chiều ngược lại, gắn hết cái phần đầu mềm xuống phía bên dưới. Nghe có vẻ sẽ hợp lý. Không biết có nhún thêm một tí xíu nào hay không, nhưng mà chắc chắn với các bạn một điều là không nhún đâu. Tại vì là bản chất cái tiếp xúc của cái này nó cũng không nhiều, biên độ dao động cũng không nhiều. Mà chưa kể nữa một đống foam như thế này vào rồi thì xin hỏi các người anh em là nhún thế nào được. Cá nhân mình đánh giá thì gasket trên mấy con này nó sẽ chỉ làm cho cái con phím này nó có một cảm giác nó mềm mại hơn một chút xíu và nó kiểu đều tiếng hơn một chút thôi. Chứ nói mà tầm này mà đòi nó nhún 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 thì không có cái mùa xuân đây đâu. Thật ra thì mình thấy có tới 1, 2, 3, 4, còn 4 cái nữa ở hai bên. Thế nhưng mà có vẻ là thiếu rồi. À mà cũng không thiếu đâu. Tại vì... À đâu, cũng có mà. Ôi sao nó thiếu nhỉ? Đúng rồi, thiếu này. Bên cạnh này chúng ta cũng có thêm hai cái vị trí để mà gắn cái đệm gasket đấy vào. Tuy nhiên thì con này không có. Bây giờ không có. Say À không liên quan đâu. Cái này chỉ là cái ngàm thôi các bạn ạ. Không liên quan đâu. Tại vì cái ngàm đệm nó ở đây này. Thấy không? Đấy. Nhớ nha, gắn pin. Dễ gì anh quên. Anh quên thì mày sửa thôi. Mày tháo con này áp lực lắm các bạn ạ. Ok. Đó. Mình chỉnh lại chút. Ok, đó. Vào đúng vị trí của nó đây các bạn. Sau đó trước khi lắp nốt cái này vào thì đây, gắn cái này lên. Ok, rồi. Lúc này á, các bạn đã có thể gõ ngay vào luôn. Tuy nhiên thì đằng sau chúng ta sẽ vẫn có bốn cái con ốc. Và các bạn nếu mà để cho chắc cu nhất thì chúng ta vẫn nên lắp vào. Và bốn con ốc này cũng ở vị trí rất là kín. Đấy là bốn cái góc của fit. Đấy, thế nên là nó cũng khá là khéo và nó cũng không lộ gì cả. A few minutes later. Và ta-da, sau khi chúng ta vặn xong, bật lên cái nhỉ. Pê 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 pêo pêo pêo. Led cũng được quá nhỉ. Cũng kinh khủng đấy. Chuyển qua Bluetooth đấy. Kết nối đến iPad. Tổng kết lại thì với con Newman GM980 này, rõ ràng nó là một con layout 98% mà trước tiên là nó bóng bẩy theo cái kiểu nó phải chảnh chọe một tí. Gasket mount nó trong suốt xíu các thứ thì các bạn có thể nhìn được vào một vài những cái rất là đặc biệt. Led lủng các thứ cũng xuyên, cây cáp các thứ cũng kiểu trong suốt một chút xíu. Và rõ ràng ở cái yếu tố về mặt thẩm mỹ thiết kế thì mỗi người một gu, nhưng không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận được một điều là nhìn nó cũng hay. Đấy, nút chuyển Magwin thì một cách rất là nhanh ở đây và nhiều người không nghĩ đây là một cái nút cả. Ngay bản thân mình cũng vậy, cắm lên mình như vậy. Ôi, hay quá nhỉ. Đó, vậy các bạn thấy sao? Con phím thì đúng là to, đầm, nặng. Và con phím này rõ ràng là nó phù hợp để các bạn để ở nhà hơn là chúng ta mang ra ngoài đường. Chứ mang ra ngoài đường con này thì đúng là cũng hơi đuối một tí. Đấy, vẫn có kickstand các thứ để nâng thêm một cái góc. Và các bạn có thể thấy nó rất ổn để khi mà chúng ta làm việc và gõ hàng ngày. Nó vừa đủ sự nhỏ gọn để mà setup cho nó dễ. Nó vẫn đầy đủ phím số, numpad các thứ đầy đủ. Và vẫn đầy đủ những cái nút function để các bạn sử dụng. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái layout này cũng như là về con GM980 này đến từ Newman? Giá của nó thì tùy vào phiên bản Switch, chắc chắn sẽ có mức giá khác nhau. Và con này thì nói thẳng luôn, mua về là sẵn dùng thôi. Và cá nhân mình thì giá nó rất là ok. Chấp mỗi cái mạch ngược. Vậy các bạn thấy sao? Comment nhé. Ok, bye bye anh em.